Sẽ qua một tem khác mà chưa biết là tem nào. Lúc anh còn ở gì thằng Celeb nó có chửi ông không? Trời ơi, ông nội nó tuổi gì chửi tôi. Tôi vô trước ổng mà. Tôi không chửi ông thôi, ông tuổi gì chửi tôi. Còn ổng với bà đã béo là dạng như là thân với nhau rồi, thành ra chửi nhau bình thường mà. Nói với bà đã béo thân với nhau quá à. Optimus, tôi nghĩ là Optimus này ông đi qua nước ngoài, hai là sẽ qua bên FFQ, giữa hai đó. Chờ ông Bùi Văn Thôi, Bùi Văn Thôi nha. Tôi nghĩ Levi quan trọng nhất, ông nghĩ Levi quan trọng. Tôi thấy ai cũng quan trọng hết trơn hết á, tại vì cái game này 5 người mà không, giờ mà thiếu một người quá lắm. Thế một người giống như kiểu dạng như là coi như là hổ mà con gì chim mất cánh gì đó, biết không? Chim không có cánh làm sao bay được. Rồi ông này không giúp luôn. Đồ má bé bên này xuống. Gì đây? Daru đi mít cho mấy lệ đi tớt. Này này hư này trụ bắn cái ai à bài đấu này nó đau quá. Fucking shit. Tôi có nít đang đồng lấy thịt chim không? Tại vậy này nó lấy cũng được. Nhưng mà phải nít tầm nhiều tướng một tí không này. Nít có nhiều tướng á. Khoe nè, tí chứ không chết với tôi đâu. Tí giết cho ông chục mạng rồi đó, khoe. Giống như ai bò, mấy ông biết ai bò không? Khoe cái logo, cái thua mẹ luôn. Quá nhớ là tê đó. Khoe cái logo hả, tem cái thua luôn. Đang bên nhà boss đừng đâu gì ghê gớm, quay cái logo cái vua luôn, khóc luôn. Trời đúng không, tầm này cuối mùa vậy thuê nhiều lắm. Ơ
Trời không chết kìa. No fuck. Tôi quy chúng à, tôi quy chúng nhưng mà không đủ chấn thương. Cái chiêu quy nó dính mình, nó dính lính đó, nó bay qua lính đó làm bị giảm một đống sát thương. Cái chiêu này là mấy con đứng đằng sau á nè, nó bị giảm nè, còn 75% sát thương nè. Cái con đằng trước thì mới ăn đủ đam. Ví dụ như con đằng trước này nè, đó. Những con đằng sau ăn bị giảm đam. Đây rất là trâu quá. Rồi xong rồi tin buồn báo về liền. Đang chụp tim của gọi rồi. Khoe nè. Ông đi ông làm quà gì vậy? Sao không chạy ra tôi nhờ? Chính đa mày nó mạnh như quỷ. Cái độ thân thì nó đau quá. Hướng dẫn giết sao hơn Garen anh đi. Trời, con Garen là con quánh không kỹ năng, còn con giết này là một con quánh kỹ năng. Con giết này quánh kỹ năng, còn con Garen là ba giai đồ quánh thôi. Anh em chỉ tìm vui vậy. Cảm ơn bạn Linh Ngố hay Linh Ngô thì ta không có biết dấu. Mời bạn Linh nha, Linh đi cho nó chắc. Khoe.
Henry có solo lại Hi Nam không? Hi Nam là ông nào vậy? Nghe tên lão quắc. Phải hình như cái ông boy 100 level đúng không? Cái ông nói vô đây quấn ra xua với tôi. Giờ này level làm gì quấn ra xua à, full đăng. Đóng sao cái giáp vô quấn. Ông này mất cái từ chó tử thần. Chỉ nói đàn bà chứ. Trời ơi đậu xanh tóc biến này chỗ không nội. Ngon. Ông này mất cái từ chói rồi, nãy ông từ chói trên đây rồi. Ngồi lên đi đông quá vậy. Mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu. Và anh muốn hỏi em rằng chúng ta là thế nào. Nó phải lát hắc não tôi vãi. Má không phải phải lát, phải gọi là 10.000 elo, 10.000 EQ. Trời ơi, đau xanh. Sao ông này sao? Ý làm sao? Đánh không? Tuổi luôn á. Đau xanh. Ờ chấp ông Minty luôn á. Nào cái đây. Mình tao chấp hết, đậu xanh. Ôi vai đại không á em bạn, thằng kia nó có từ chó đàn bà không, nó chết bà nó với tôi rồi. Em tôi 13 mạng, tôi 11 mạng, có hơi quá đáng không? Rồi mà gặp cái tem tôi nó fit dữ vậy. Hôm này 1-4, hôm này 0-3, hôm này 0-2. Đùa. Chạy đâu con sâu. Mày hả mày, lùm dao gấp thịt. Đúng không? Mình giết thằng kia nhưng mà mình mục tiêu của mình là thằng AD. Tại vì thằng này nó trâu lắm này nè. Dày lên da nè. Nắm đấm nè. Mày trâu lắm rồi hồng ngọc nè. Đúng không? Tôi dồn này đâu chết được. Tôi dồn kia rồi thằng này mất cái tự gió đàn bà rồi đúng không? Tao nghe nói mày mất từ chó đàn bà rồi đúng không? Tao nghe nói mày mất cái từ chó đàn bà rồi đúng không?
Ơ như nào không? Đủ Sida phải. Này. Trời ơi, tôi làm hết rồi. Cái đó người làm chó hưởng mà hưởng còn không được, nó cũng quỳ luôn. Ôi! Ôi trời ơi! Để ăn của hoài lắm. Má, mình thích tìm chơi thôi. Ôi! Ủa mấy tí hả? Chút cái gì chim cắn chết. Thầm tìm mút quýt nào mà không biết này. Chào ông Lê Văn Cường. Hello anh 5 tháng rồi. Ờ giờ ông Khánh bán cái 5 tháng. Ông làm gì mà 5 tháng vậy? Anh em xem stream tôi subscribe chứ. Subscribe like cho tôi con gái nha. Đăng ký kênh like cho tôi con gái nha. Em chốt vô tình xem em như là em gái. Ủa nó tính cướp đời trai của tôi kìa. 15 tuổi chưa mất zin đâu. Hello, ăn cơm xong coi luôn. Hello, hello anh em. Chưa mắc zin nữa ông ơi. Thế chỗ mút đi anh đi. Trời ông, tôi đâu đánh giải đâu ông. Tôi nghĩ đánh giải luôn rồi. Tôi đánh ngu lắm sao mà thế được. Optimus mà còn bị ném đá, ném gạch nữa. Tôi vô giúp mấy ông cho bút cu. Xong rồi. Trời ơi, đời em đi bán muối luôn. Trời ơi, thằng kia ăn chuối luôn. Một con ăn chuối, một con đi bán muối. Rồi tôi bánh thằng này tôi thành con cá đuối luôn. Dơ yeah. Mày mày hả mày? Mày hả mày? Mém tí người làm chó hưởng. Trời ơi mấy ông, hai gai à, một ca rưỡi người xem mà mấy ông hả? Có 85 lượt thích nè. Không thấy có được không? Hả? Không hay luôn. Mấy ông thấy có được không? Mấy ông làm gì tôi buồn lắm không biết không? Ôi trời, 19 phút 18 mạng rồi. Má, tem 24 mạng mà tôi giết 18 hỗ trợ 4. Cái này là trực tiếp nha, mới đẹp lay rồi nha. Hú cu không? Đó, vậy là biết là trực tiếp rồi đó. Tôi chưa có ngủ đó, tôi chơi từ hôm qua giờ đó. Tại vì giờ cuối mùa không, kèo kỳ thê nhiều quá, không có thời gian để ngủ luôn á. Hôm qua tôi stream xong rồi, tôi cài nguyên đêm. Xong rồi chơi bắt tờ ra một tí, xong rồi sáng cày tiếp. Xong rồi giờ chiều sẽ chim, đó, mấy ba bức tử không. Người ta nói là game thủ không cần ngủ, hút lá đu đủ là đủ. Ấy dạ, cứu bạn liền. Rồi anh chó quyết rồi, anh chó quyết rồi. Rồi ơi, anh chim, đậu xanh, chim bay đi đâu, con chim non. Trên cành cây. Mày giết hết, một mình tao chấp hết. Một mình tao chấp hết. 30 không luôn hết, 100k.
Ok, 30-0. Giờ tôi 30-0, ông tôi nói tôi 100k đúng không? Ok, tôi sẽ 30-0 cho ông xem. Từ từ để tôi uống miếng gấp đôi canxi vô đó. Rồi, 30-0 rồi đó. Game này 30-0 chắc. Ông chuẩn bị 100k đi. Thôi, ông đun hết trước đi, tôi đánh cho ông xem. Ông bị tôi lừa rồi. 21-0. Ok chưa? Tôi phải làm một pha kỷ lục thế giới nè. Giết người vượt thời gian. Hai mươi hai không. Thôi chạy anh ơi. Hai mươi ba không. Ok chưa? Hai mươi bốn không. Ông chuẩn bị trăm, ông chuẩn bị thẻ đi là được rồi. Ôi anh này má, cái pha này chơi, cái pha này chơi gắt à nha, gắt à. Một là tôi lấy lỗ tai nó, hai là lấy lỗ tai tôi rồi, nó chạy rồi, nó nghe tôi lấy lỗ tai nó sợ, nó chạy rồi. Này anh này nó nghe được ta. Ai đù ông này, ông dáng như dạng như là ông ngồi kế bên tôi ha, hay ông để cho mấy. Ê cái gì vậy? Ủa má đó. Tôi phải lên gì, tôi đánh cho nó chắc kèo. Rồi chết rồi, tôi lên này 30-0 chắc luôn. Mát làm sao mà không được. Trời ơi trời, nó bức tử rồi, còn đầy nữa làm sao chết được. Xong rồi ông kia vẫn bị mất 100k. Ông có thấy sai không? Ông thấy ông có, ông lấy cái khăn nóng á, ông vô, ông nhúng cái khăn nóng, ông nấu nước nóng á, đắp vô cái này nè. Ông suy nghĩ một lúc, ông thấy ông có sai không? Quá sai luôn á. Farm đi ông nội. Ở đây không farm, đi vô trong đó farm. Khổ dữ vậy. Người ta có lính ở ngoài này nè, không chịu farm, chịu farm mấy con này. Khi nào người ta farm hết ở ngoài thì người ta thấy vô rừng. Lính rừng đâu có mất được đâu. Rồi ông hết không có sai không? Ông thấy ông có sai chưa? 26 không rồi. 100k. Rồi 27-0 rồi. Ông chuẩn bị tiền chưa? Ông có chuẩn bị cho 100k chưa? Yên nghĩ 100k của ông đậu xanh. Lấy tiền cái nhà, lấy tiền 20 tháng 10 đi tặng đi hả? Mua gấu tặng cho hả? Người yêu thằng bạn cái nhà đi tặng cho Iyu Hitano. Hitano mới biết Iyu Hitano không? Idol của tôi đó, Tukuda là sư phụ của tôi đó. Ây da, phải đâu, 27-0, 27-0 rồi. Ây, 28 không, 28-0 rồi. Chạy liền. Chết em cu. Tôi không thể nào để chết được. Ông kia 100k chuẩn bị đậu xanh, không biết nào chết được. Mình tao chấp hết. Mở nhạc lên, đánh cho nó phê. Đi lụm một cái nhẹ luôn. Ông đi về luôn. Đây rồi. Wow, 30-0.
mày nữa mày, không thể có tiền mua gấu. Ngồi đây. Má mày. Đây là. Nè à, để tao thể hiện. Nè nè, nè là hết. Để tao thể hiện. Thấy 100k cái nhẹ. 100k cái nhẹ. Là vai cái đâu rồi ông trăm ca chứ đâu rồi chạy mẹ luôn rồi 50k luôn đó 1 triệu thôi bỏ đi bỏ tôi vậy là hả quá khó rồi 30k thấy quá khó rồi ông kia trong trốn mẹ rồi má thiệt buồn thiệt. Ờ, ông đi mua thẻ hả? Lên đi mấy ông, sao mà nhát dữ vậy? Hành lên 100k rồi. Á, à, hành lên 100k nó chạy rồi anh ơi. Lạnh lùng không? Giết nó xong lạnh lùng bỏ đi. Chạy không mày? 32-0 rồi. Cái đấy 35 không luôn hết 200k mấy ông này. Trong kia là không biết ông xào hay ông nói thiệt nữa. Để tôi đợi một xíu xem. Không biết ông có đi mua thẻ hay không. Nghi quá. Nghi mấy thanh niên hả chém gió bằng chương à. Cần tìm địa chỉ nhà ông 100k gấp. Gấp ngay vào luôn. Qua cho bú cu cái nhẹ. Tại 30 rồi mấy ông. Cảm giác thực là vô mod. Trời ơi. Má không thể tin được. Chúng mày 35-0 rồi, xong rồi. Oh my god. Anh em hả, sub kênh và like cho tôi con gái nha. 2000 mấy ông mà có 200 like thôi. Mấy ông thấy gì có được không? Mấy ông mới cho tôi động lực đánh chứ. Mấy tôi lấy tiền mấy ông kia, mấy ông sầu lồn mới được. Rồi 35-0 rồi. 200k đâu? 35-0 rồi. Đâu ông 35-0 đâu? Chơi không giữ lời là không có được nha. Muốn chim hết cho kiến gắn cung hết á. Thả chó là gắn sức cung luôn á.
Má không thể tin được mấy ông kia thì sao quá thì sao. Không ai trong ca kia trốn bà nữa rồi. À, đường nào đi trốn rồi. Em ơi đi trốn với anh. Mình đi đến nơi có biển bạc núi xanh. Chạy xe cùng cành chở em đi qua núi chết bà em luôn. Về nhà, về nhà, về nhà. Ôi, bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó. Bình tĩnh. Bình tĩnh, phải giữ cái đầu lạnh mới được. Lúc nào phải giữ cái đầu lạnh hết trơn hết đó. Tôi phải giữ cái đầu lạnh. Tôi phải làm. Đó 40 không 500k kỳ phút. Má không tin được nó rồi. Hai, một ông thì ở 30 không, ông thì 35 không, giờ tới 40 không không thấy đâu hết trơn. Sao đâu có niềm tin, đâu có dạng như là không không có cái động lực cho mình để cho mình. Còn đúng 20k. Đợi ông đợi tương tí tôi đang hả. Còn đúng 20k mấy dám đi chơi với gái ở nhà xem ông thịt chim phấn kích. Cảm ơn ông nhiều nha, cũng nhanh nha. Mới có ông kêu hả 35 không 200k ông cứ mất tiêu luôn. Đâu nó ghét mạng của tôi rồi. Oh my god. Phải lên Sky ơi, Phan Sky đéo sợ ai hết trơn hết đó. Bốn mươi không, ông kia chuẩn bị tiền chưa? Xin lỗi tôi đi thì tôi bỏ qua cho. Ông kia xin lỗi tôi đi, tôi bỏ qua cho. Tôi không coi như là ông chưa từng nói gì hết trơn á. Mà nói là không làm là hơi thấy là không có. Rồi, 40 không rồi. 40 không. Ông giống chạy luôn rồi. Má thiệt chứ. Lại 45 không 100k. Hồi nãy giờ tôi không thấy cái đồng nào hết trơn đó. 40 không rồi. Ba từ 30 không tới 35 không tới 40 không rồi. Bây giờ mấy ông lại 45 không nữa. Tôi không thấy cái gì hết trơn đó.
Không thấy có được không? Tôi là tôi thấy không có được rồi đó. Tôi là tôi thấy không có được rồi đó. 3.000 ông xem mà có 400 mấy like thôi. Nó ông subscribe với lại like cho con cái nha. Mấy ông kia mà xào xào mà tôi phải cho kiến mà cắn cua mới được. Mấy thanh niên xào quần có tiếng luôn á. Mấy mày tôi phải ghi vô danh sách gọi là rồi 43 không rồi, ông nào 45 không nữa chơi luôn đâu. 9.000 tiền rồi. Ấy da, mù mắt tôi về. 9.000 tiền một pha, 9.000 tiền em 62 mạng mà tôi 43 mạng, hỗ trợ 11 mạng rồi, giống như mình tôi chơi game vậy đó. Nghe nói ông hôm nay, nghe nói ông rip hôm nay là đạt kỷ lục hả, chơi hả battleground đúng không? Nay tôi chỉ đạt kỷ lục chơi liên minh giết người vô thời gian, không chết mạng nào. Mấy ông kia ông xạo quá, hết sức xạo luôn á. Từ tôi làm phát nữa đã. Mấy bình tĩnh. Mấy ông thực sự full boy lên. Cũng như tôi vậy nè. Chết một thằng, thấy chưa? Má đằng này mấy ông nó không đầu hàng luôn. Mấy ông không đầu hàng. Không mấy ông nói gì đó đi, người tao chấp hết. Mười ngàn tiền đủ quá dữ. Nãy giờ từ 30-0 nè, 35-0 nè, 40-0 nè, giờ tới 45-0. Lại 50-0, lại 50-0. Lại nữa hả? Đủ xanh, nãy giờ từ 30-0 nè, tôi thấy không có cái gì vậy đó. Rồi, 46-0 rồi. Ok. Không sao, cứ từ từ. Cứ từ từ, bình tĩnh, full boy lên, chỉ có đầu lạnh mới được. Có giáp hồi sinh mà. Có anti cái làm thằng, cứ băm mấy dây cái làm thằng. Đó, mình cứ đứng đây là giống như núp, giống như hả, chơi bắt tài rau vậy á. Núp ra làm chuối. Cứ ham mấy dây là hết sọt thằng. Lấy lỗ tài nó nghe nhẹ. Ê, lên đây. Cái thằng này dám từ chối đàn bà. Bốn cái bẫy không? Ok chưa? Từ từ, nó bình tĩnh, hết sức tôi bình tĩnh. 10.000 tiền rồi, 11.000 tiền rồi, ông nào lấy tiền không? Tôi không có gì quầy tiền hết trơn hết á. Phải chi tiền này như quầy đời, 11.000 ít lắm, quầy đời 11.000 này mua được chai skin. Hay là hả, mua chai, mua lông bổ hút uống. Bổ hút giờ 15.000 rồi. Rồi, 48 không? Đó không? Mấy ông hay đánh như tôi không? Đơn giản không? Đơn giản luôn, cứ có anti cái lụm thằng, có anti cái vô lụm thằng. Ai ba mạng nó kiếm đủ con cũ luôn rồi, hai mạng nữa mấy ông cũ của tôi đi, mấy ông like cho tôi cái, subscribe kênh cho tôi cái, không bỏ ra một giây rồi mấy ông bấm vô, mấy ông subscribe, mấy ông like cái được một like thôi nha, đừng có hai like nha, hai like là chết tôi luôn á. Nãy giờ hai like nhiều lắm rồi mà không có được đồng nào hết trơn á. Cuộc sống này bế tắc lắm, cuộc đời này thật bất công, khủng long không bao giờ thắng được. Rồi,
chuẩn bị. Bốn mươi chín không rồi. Trời xấu quá trời luôn, chơi nó không có đẹp chút nào hết trơn á. Chơi vậy là chơi vậy là không có đẹp. Chơi vậy chơi xấu lắm thiệt. Chơi vậy buồn lắm. Buồn như con chuồn chuồn đó, xíu tôi tục quần nó chạy vòng hả, hụt luôn tôi đi chơi luôn giờ đó. Thôi 50-0 rồi, giờ còn 60-0 đó, nhà người ta như ở đây như cái sân bay Nội Bài chiến trường đóng kim rồi. Mà không còn 60-0 làm sao mà được. Giờ tầm này tôi giết thằng là tem tôi nó bê bể hết nhà. Nè. Đó. Đó. 51-0. Mấy ông này tính giết tôi kìa. Dễ ăn cũng vậy lắm hả? Mày hả mày? Bay qua bên kia. Vô. Nã suốt vô cưng anh ơi. Năm mươi hai không. Từ từ, bình tĩnh, tự tin khoe cá tính. Diana có cánh phải lắc đánh gì mà lắc luôn hay ta, má nó chửi tôi quýt nó, cái này nó chửi tôi vậy, nó kêu né nè, ba bóng nè, xúc ôi đánh là má đánh như đánh đau ra, đánh như đánh URF vậy đó. Lại 55-0, nãy giờ từ 30-0 mà tôi đã không có được cái gì rồi. Mấy ông chơi vậy rồi mới vui. Ôi. Thôi. Ôi dồi ôi, 50-50k, ok, con nha. He he. Anh em subscribe kênh cái like của tôi một cái nào. Lấy động lực lấy 55-0 thôi. Năm mươi bốn không rồi. Lại lên. Một like, một sub, một sai, một like, một sub. Một giây thôi. Thanh Kiều cao xin nha. Coi chừng thua đấy anh. Má đó. Thiệt thua game này đắng lòng luôn á. Ngồi trong toilet gào thét tên mấy cái ông đó luôn á. Ôi hai ông này hay nhất hồi sinh luôn rồi. Anh Lưu. Đu. Hai ghép hồi sinh này chơi chắc cú quá vậy, chắc ăn á à, chơi vậy sao chơi cái gì chơi dế luôn á. Rồi 55-0 rồi, 55. Ê chua nha. Năm mươi lăm không rồi. Ý mấy ông sao? Nữa không?
Rồi mấy ông kia đâu rồi, chạy hết chưa? Má nó phải mình tao chấp hết lên. Lại sao mình không? Đó hả? Đừng có bê, đừng bê ông ơi, đừng có bê. Trời ơi, ông bê rồi. Ông bê rồi. Ừ, giết ông đi, giết ông đi. Trời ơi. Oh my god, 55 không. Hết rồi, hết được. Tên bạn AFK, tao mới lệ AFK à. Quá buồn trong một cuộc tình.